Namo tassa. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Pháp quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới rồi, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh đạt được đạo quả Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư Phật tử hãy giữ gìn giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục của phần thanh tịnh đạo. Và hôm nay sẽ là bắt đầu chương 8. Thực sự thưa quý vị, thì hồi đó giờ sư cũng chưa từng có đứng cái lớp để mà giảng về thanh tịnh đạo. Có những lần thì giảng là mình trích tựa trong đó ra mình giảng. Như kiểu đây cũng là lần đầu tiên mà sư dựa vào thanh tịnh đạo để mình giảng. Mà có một điều là hồi tuần rồi á, là sư lần đầu tiên sư giảng ở Trung Bộ Kinh ở đây á, thì cũng bắt đầu của sư là già chết. Rồi hôm nay lần đầu tiên bắt đầu của thanh tịnh đạo cũng là chết. Hồi tuần rồi sư chết, đến tuần hôm qua sư mới sanh đó. Rồi hôm nay sư lại chết nữa. Nó cứ liên tục vậy, không biết chừng nào mới thoát nữa. Dạ thưa quý vị, thì ở cái phần chương 7 á, chúng ta đã học được 6 tùy niệm. Và qua chương 8 thì tùy niệm là nói về cái sự chết, là Marana Nusati, có nghĩa là quán niệm, tùy niệm về cái sự chết. Thực sự thì trong số hội chúng quý vị ngồi ở đây thì các vị cũng đã từng, hồi tuần rồi quý vị đã tham gia cái lớp Trung Bộ thì quý vị cũng biết được thế nào là chết và có bao nhiêu loại chết. Thì nói một cách ngắn gọn á, chết là gì? Chết là cái sự gián đoạn mạng căn được giới hạn trong một đời sống, một kiếp sống. Nó ngắn gọn như vậy. Giống như bây giờ chúng ta sanh ra, chúng ta hỷ nộ ái ố, chúng ta tham sân si đồ này nọ, chúng ta làm mọi thứ,
Và khi mà cái đời sống này nó kết thúc, đó chính là cái sự chết của chúng ta. Chết ở đây chúng ta, ngay cả cái từ dân gian của chúng ta, chết đó, mình có nhiều cái từ để mình diễn tả lắm. Chết nè, rồi qua đời nè, rồi hy sinh nè, rồi ngụm củ tỏi nè, rồi bắn muối nè, đủ thứ hết trơn á, cũng đều diễn tả cái từ chết. Và tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái con người đó như thế nào thì gọi là chết. Giống như có người thì chết bờ, chết bụi, chết sông, chết núi, rồi chết ngoài đường, chết trong nhà, chết vì máy bay, chết vì hỏa hoạn, chết vì lụt, rất là nhiều cái chết. Và hôm nay chúng ta học về cái chết để làm gì? Chúng ta thấy được cái cuộc sống nó như thế nào, cái đặc tính của cái sự chết như thế nào, và chúng ta học cái cách để làm gì? Chúng ta quán niệm về cái sự chết. Thì ở đây, ở ngài Bút Thát Khô Xá là ngài viết ở trong Thanh Tịnh Đạo á, thì ngài phân loại á, chết có hai loại, căn cứ vô đâu? Căn cứ vào cái thời điểm chết. Có hai loại là gì? Thứ nhất là chết đúng thời, và thứ hai là chết phi thời. Chết đúng thời là do người đó bị gì? Do cái chúng sanh đó, do cái con người đó, do cái con vật đó, nó hết phước, hết tuổi thọ. Và nó hết, vừa hết phước và vừa hết tuổi thọ. Rồi chết phi thời. Chết phi thời ở đây mình gọi là chết bất đắc kỳ tử á, chết một cách đột ngột, do một cái sự kiện gì đó nó xảy ra, nó đoạn nghiệp. Và cái thứ hai nữa gọi bị bất tử. Bất tử bởi do tự bản thân người đó tạo ra, là cái đó gọi là tự tử. Hoặc là do những người khác, người ta dùng vũ khí, người ta dùng bạo lực để mà giết chết người đó, cái đó gọi là bất tử. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái chết đó nó có thể xảy ra đối với chúng ta bất cứ lúc nào. Tại vì sao? Cái chết đúng thời, mình nói là đúng thời điểm, nhưng mà quý vị có biết là mình sẽ sống được bao lâu không? Không biết được. Quý vị có biết là phước của mình nó như thế nào không? Không biết được. Giống như mình đốt đèn dầu á, mình đổ dầu vô đầy cái bình này, mình đốt thì khi nào mà hết cái dầu rồi cái tim nó khô đi thì nó hết cháy. Nhưng mà con người của chúng ta đó, mình không có biết được là mình sống được bao lâu. Mình không có biết được là mình sống như thế nào. Tuổi thọ trung bình của cõi người của mình á, sư nói ví dụ là bây giờ 100 tuổi thì nó hơi khó, sư nghĩ là 7-80. Thì đâu phải ai là cũng 7-80 là lăn đùng hay chết đâu, đúng không? Quý vị đi vào những cái nghĩa trang, quý vị đi vào ở trong những cái tháp cốt của các chùa đó, quý vị thấy có những cái hũ cốt là 70, 80, 100, có những cái hũ cốt là 20, 10 mấy cũng có, và thậm chí là 1-2 tuổi cũng có. Và còn vô số chúng sanh mất ở trong bụng mẹ, mất khi mới vừa tượng hình, chưa được thấy ánh mắt ánh sáng mặt trời. Thành ra mình nói hết phước, hết nghiệp, mình không biết được cái người đó như thế nào. Rồi bất đắc kỳ tử cũng vậy. Có nhiều cái trường hợp quý vị mới gặp người đó 1-2 ngày trước, rồi tự nhiên hôm nay nghe nó mất rồi. Mất gì? Đột quỵ, rồi tăng xong, rồi đủ thứ chuyện hết. Nó có thể xảy ra bất cứ khúc lúc nào. Cho nên chúng ta phải quán về cái sự chết như vậy đó. Đức Phật ngài dạy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có một cái câu là: niệm chết này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Quý vị có thấy cái gì nó mâu thuẫn không? Mình chết, mình niệm sự chết, nhưng mà tại sao là bất tử? Mình niệm sự chết để mình thấy cái chết là một cái điều hiển nhiên. Và để làm gì? Không phải là mình tối ngày mình cứ chết rồi cái này mình sợ, mà là gì? Mình thấy cái sự chết đó và mình nỗ lực tu tập, mình đạt được đạo quả và niết bàn. Mình á,
cái việc chết của mình á là cái việc là chết sanh tử, cứ chết rồi chết, chết rồi sanh, chết rồi sanh. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài hướng đến gì? Nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử, có nghĩa là mình đạt đến niết bàn. Cứu cánh của đạo Phật, cứu cánh của cái con đường mà chúng ta tu tập đó là niết bàn. Là gì? Bất sanh bất tử. Tại vì khi mà mình còn sanh có nghĩa là mình còn chết. Còn bây giờ ở đây chúng ta tu tập để chúng ta đạt được đến đạo quả A-la-hán, mình viên tịch niết bàn, mình chết và mình không còn tái sanh nữa, nhưng như biến mất vậy đó, hoàn toàn không còn thấy mình ở trong cái tam giới này nữa, thì cái đó gọi là bất tử. Còn như của chúng ta đó, mình giống như là chết, chết lâm thời vậy đó, chết xong rồi cái sanh lên, sanh lên ở cõi nào đó, sống được mấy chục năm, cả trăm năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm vậy đó, rồi chết tiếp, rồi cái mình sanh lên tiếp, rồi cái chết, mình cứ sanh chết như vậy hoài. Nhưng mà các vị A-la-hán, các ngài đã là bất tử, nghĩa là không còn chết nữa. Tại vì các ngài không còn sanh, thì mình tu tập, mình niệm, mình tu tập như vậy để mình đạt đến cái đó. Và để mà niệm về sự chết, thưa quý vị, thì ở đây á là mình phải có cái sự khéo tác ý. Có nghĩa là gì? Cũng là suy nghĩ về cái chết, nhưng mà một người không tu tập, một người không có trí tuệ quán xét, thì người ta sẽ nói à, cái đạo gì đâu mà vô chùa tối ngày cứ dạy về cái chết. Hồi tuần rồi cũng nghe ổng dạy chết, rồi tuần này cũng vô nghe cũng dạy chết, nghe sợ quá. Giống như hồi tuần rồi cô Thúy vô sư cũng giảng chết của Trung Bộ, hôm qua sư giảng Trung Bộ về sanh cô không có nghe, bữa nay sư giảng Thanh Tịnh Đạo là chết cô cũng ngồi đây nữa. Thì thấy ông sao giảng hoài có cái chết mà cứ giảng hoài, thì người ta sẽ tiêu cực, nói ủa đi chùa mà sao tối ngày cái chết. Ở đây mình chết nhưng mà mình khéo tác ý, mình có trí tuệ, mình sẽ suy xét như thế nào để mà mình có cái sự tích cực, nỗ lực, tinh tấn tu tập, thì cái đó phải có cái sự khéo tác ý. Và ý biết là khi mà mình quán niệm về cái sự chết á, mình phải quán niệm về cái sự chết của bản thân mình, chứ không phải là mình ngồi mình quán niệm của người ta. Cái việc mình tu á, mình phải hướng vào cái chết của mình. Tại vì sao? Khi mà mình nghĩ đến cái chết của người thân mình á, giống như nghĩ đến người cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái của mình á, khi mà mình nghĩ đến họ sắp phải rời xa mình á, thì mình sẽ bị gì? Khởi lên cái tâm bi lụy. Tự nhiên bây giờ ngồi niệm về sự chết, hướng dẫn niệm về sự chết, hơi chết chấm dứt mạng sống rồi này nọ, kêu niệm đi, niệm về chết, không điều niệm, niệm về vợ tôi sắp chết rồi, con tôi sắp chết rồi, vợ tôi sắp bỏ tôi rồi, con tôi sắp bỏ tôi rồi. Tự nhiên khổ, tự nhiên sợ, cảm thấy trời, vợ con mình sắp bỏ mình rồi, về thương hơn nữa, rồi không tu được. Có nghĩa là mình phải suy nghĩ về cái chết của mình, chứ không được suy nghĩ về cái chết của người thân thương của mình. Thứ hai, mình không được quán niệm, suy niệm về cái chết của kẻ thù. Tại vì sao? Mình hay chửi kẻ thù, mà những người nào mình ghét đó, mày chết đi, mày bị trời đánh đi. Có nghĩa là khi mà mình thấy kẻ thù của mình, người nào mà mình ghét á, người ta chết là sao? Mình ưng cái bụng lắm, mình hả lòng hả dạ lắm, mình vui lắm, sao tu được? Cái tâm khởi lên tâm ác, không tu được. Rồi bây giờ cái người thương mình cũng không niệm về sự chết của họ được, cái người ghét mình cũng không niệm về cái sự chết của họ được, mà cái người mà mình không thương không ghét mình cũng không được. Giống như đi ngoài đường có một cái người đó, người ta bị đột quỵ hay là bị xe đụng gì đó, người ta chết ở ngoài đường, mình đi ngang, mình tò mò thì mình nhịn cái, rồi mình nhìn chuyện, mình nói này nói nọ xíu rồi thôi, mình không quan tâm nữa, đúng không? Nhưng nếu như mà người đó là người thân của mình thì mình sẽ nhào tới, mình khóc, mình ôm ấp, mình tỉ tê, mình làm mọi chuyện lên. Nhưng cái người đó là người mình không thương không ghét, đó là một người dân nước lã, mình cũng không thể nào mình khởi lên cái tâm quán niệm về sự chết được.
Cho nên quý vị nhớ nha, quán niệm sự chết là phải quán niệm về cái chết của bản thân mình, không được nghĩ về cái chết của người thân, không được nghĩ về cái chết của kẻ thù, và không được nghĩ về cái chết của người dân. Có nghĩa là phải là cái chết của mình thì mình mới tu tập được. Và khi mà mình nghĩ về cái chết đó, thưa quý vị, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng cái chết nó có thể xảy ra cho mình bất cứ lúc nào. Mình đừng bao giờ, trong cái cuộc sống này nó rất là mong manh vô thường, mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng đến 70, 80 tôi mới chết. Không có chuyện đó đâu, không ai chắc chắn. Đức Phật ngài dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, ở trong rừng á, đôi khi mình chỉ cần mình đạp trúng con rắn, mình đạp trúng con bọ cạp thôi, nó cắn mình, nọc nó cắn mình không cứu kịp, mình cũng chết. Rồi bị nằm ngủ, trời nóng quá nằm ngủ, mở cửa, mở quạt, bị trúng gió độc, cũng chết. Rồi bị ban đêm, cái mình tắm mình bị đột quỵ, mình bị lên máu tăng xong đồ này nọ, cũng chết. Rồi đôi khi mình bị phi nhân, hoặc là xe nó, giống như có nhiều cái trường hợp là gì, đang ngủ ở trong nhà, chiếc xe đó nó bị đứt thắng, chiếc xe container hoặc là chiếc xe tải gì đó nó tông vô, mình cũng chết. Hoặc là mình đang ở trong nhà, tự nhiên trên trời có chiếc máy bay nó bị hư, nó hết xăng gì đó, nó rớt, cũng chết. Có nghĩa là cái chết nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quý vị, mình đâu biết được cái nghiệp của mình nó như thế nào. Biết đâu hồi xưa mình cũng từng làm cái gì nghiệp ác đó, rồi tự nhiên bây giờ cái nghiệp nó trổ, ngồi ở trong nhà mà cũng bị xe đụng nữa, ngộ lắm. Hoặc là giống như hồi xưa mình hay thề, hồi tao mà làm cái này á, tao ra đường bị máy bay đụng đi, mình nghĩ chắc không bao giờ có đâu, bây giờ máy bay nó rớt xuống, nó rớt vô nhà mình cũng chết nữa. Đó, có nghĩa là cái chết nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mình phải thường xuyên suy nghĩ như vậy. Giống như quý vị á, mà ở bên Phật giáo, các vị mà xuất gia đó, làm bất cứ cái gì các vị cũng phải có cái sự quán tưởng. Giống như mình đi ra khỏi cửa, mình đi ra khỏi nhà, mình khóa cái ổ khóa lại, biết đâu đây là cái lần cuối cùng chúng ta được khóa cửa. Quý vị gửi email cho một người, biết đâu đây là lần cuối cùng chúng ta liên lạc được với người đó. Thực sự cái cuộc sống của chúng ta nó rất là mong manh, mình không biết được nó, cái chết nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy á, chúng ta phải nỗ lực tu tập để làm gì? Để mình thoát ra khỏi cái chết đó, có nghĩa là mình đi đến được đến đạo quả Niết Bàn. Tại vì sao quý vị? Cái chết nó luôn luôn rình rập mình. Giống như các vị xuất gia, Đức Phật ngày dạy phải thường xuyên quán tưởng, ngày và đêm hằng qua mau lẹ, bây giờ đây ta đã làm được cái chi chăng. Phải thường xuyên quán tưởng trong đầu của mình như vậy để làm gì? Mỗi một ngày một đêm nó trôi qua là cái tuổi thọ của chúng ta nó càng cao, thì cái sức khỏe của mình nó càng yếu. Mình không biết mình sống được bao lâu, nhưng mà cứ mỗi một ngày mình trôi qua như vậy đó là mình càng đi gần đến cái bình hưng hòa. Ở Nghĩa Trang gần đây là gì? Nghĩa Trang Gò Dưa, đúng không? Có nghĩa là mình càng đi đến gần Gò Dưa đó. Mỗi một ngày nó trôi qua, cứ mỗi một năm mình cứ lên, năm nay 55 tuổi, năm sau 56 tuổi, năm sau 57 tuổi, cái hỏi năm sau 58, không, năm sau vẫn 57. Là sao? Là hưởng dương rồi đó. Là cứ năm nào cũng 57 hết trơn á. Có nghĩa là cái tuổi thọ của chúng ta nó bất định lắm. Nó chỉ cố định khi nào chúng ta hưởng dương, hưởng thọ, cứ năm nào cũng nhiêu đó tuổi. Dạ. Thì quý vị biết,
để mà nói về cái chết như vậy để làm gì? Để chúng ta nỗ lực tu tập. Và ở trong thanh tịnh đạo, ngài Bút Thát Khô Xá, ngài hướng dẫn cho chúng ta 8 cái cách gọi là niệm về sự chết. Thì khi mà niệm về sự chết là gì? Niệm về sự chết là mình phải thường xuyên mình quán tưởng ở trong tâm của mình, à, chết là chấm dứt mạng sống, chết là chấm dứt cái mạng quyền. Mình phải thường xuyên mình suy nghĩ về, quán tưởng về cái chết. Ở trong pháp cú á, có nhiều cái câu pháp cú mà nói về cái sự chết lắm. Quý vị cố gắng mình thường xuyên mình quán tưởng. Giống như là câu 148: sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Cái câu này mà quý vị thường xuyên mình quán tưởng, mình thường xuyên mình đọc ở trong tâm của mình, mình sẽ thấy. Cách đây 1-2 tuần, 1-2 tháng mình còn sức khỏe, nhưng mà qua 1 năm nay sức khỏe mình càng lúc nó càng yếu. Vô chùa hồi năm ngoái á, mình còn đi phơi phới, năm nay là gì? Phải mò từng bước, rồi phải dịnh bậc thang, rồi phải dịnh lan can, rồi ngồi chút xíu là phải đi ra ngoài, đủ thứ. Cái sắc này nó vậy đó. Đã có cái thân này là sanh, già, bệnh và chết. Hoặc là hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Chúng ta cứ nghĩ rằng là mình sống trên cõi đời này là mình có tiền, là mình có tất cả. Nhưng người biết, khi mà mình nằm bệnh một cái, khi mà quý vị cầm một cái bệnh án mà đề là bệnh ung thư, bệnh này bệnh nọ, một cái gọi như là tiền bạc là coi như là nó không có ý nghĩa gì hết. Khi mà chúng ta nằm xuống một cái, hơi thở của chúng ta nó đi ra mà nó không đi vào, thì bao nhiêu tài khoản ngân hàng, bao nhiêu sổ đỏ, sổ hồng, nó cũng không có giá trị gì hết. Cho nên khi mà mình thường xuyên mình quán tưởng về cái chết để làm gì? Để mình buông bỏ cho nó dễ dàng. Chứ tối ngày giống như hôm qua chúng ta học về cái thủ và hữu đó. Mình cứ chấp cái này là của tôi, cái sắc này là của tôi, cái này là cái âm thanh tôi thích nè, cái này là cái vị trà mà tôi thích nè. Mình cứ chấp vào cái đó, mình cứ chấp vào đây là của tôi, đây là của tao, đồ này nọ, thì mình cứ nắm giữ nó. Nhưng mà trên cái cõi đời này có cái gì nắm giữ được hay không? Không có. Cái chết nó đem đi tất cả. Chết chấm dứt mạng sống. Maranantang hichi quý tăng. Quý vị nhớ cái câu này: Maranantang hichi quý tăng, chết chấm dứt mạng sống. Mình cứ niệm như vậy. Thì khi mà cái tâm mình niệm về cái sự chết, thì cái tâm của mình á, không phải là để sợ chết, mà là gì? Khi mình đối diện với cái chết, mình sẽ nhẹ nhàng. Có nhiều người á, người ta nói là chết nặng tựa Thái Sơn, mà cái chết gì? Nhẹ tựa Long Hồng. Bởi vậy mình sống ở trong cái cõi đời này như thế nào, cái mình chết như thế nào, mình không biết được đâu. Mình không bao giờ mình biết được mình chết như thế nào. Nhưng mình sẽ biết được cái gì? Khi mà mình đối diện với cái chết, mình như thế nào. Bây giờ thật sự đang nói, trời, chết thì ráng niệm Phật nha, để sanh về cõi lành nha. Chết là, trước khi chết là phải cố gắng. Mình nói là trong khi mình còn đang khỏe, mình nói trong khi là mình đang còn ở thế chủ động. Còn bây giờ quý vị nằm ở trên giường bệnh đi, muốn đi đại tiện tiểu tiện còn không được, muốn quay cái lưng người nó nhức mỏi, người nó khó chịu. Có nhiều người nhức mình nhức mẩy mà muốn đập đầu vô tường để cho chết sớm nữa. Mình không chủ động được. Bây giờ mình nói vậy hay lắm, nhưng mà lúc gặp đi rồi biết. Đoạn trường ai qua cầu mới hay, mà qua cầu là tới Mạnh Bà rồi. Dạ, thì có 8 cách niệm về cái sự chết. Thứ nhất là cách niệm chết thấy mạng sống bị đe dọa, giống như là có bị một cái tên cướp mà nó đang rình rập, nó kề dao vào cổ. Ở trong thanh tịnh đạo nói là cái tên sát nhân á,
nó kề dao vào cổ mình. Nghĩa là như thế nào? Cái đứa bé nó sanh ra trong cuộc đời này, cái tiếng đầu tiên mà nó khóc là cái tiếng khóc, có nghĩa là báo hiệu cho cuộc đời nó toàn là đau thương. Đời nhân gian đầy ải đau thương rồi đó. Có nghĩa là gì? Cuộc đời này mình sanh ra trên cái cuộc đời này á, là bao nhiêu cái nó chờ mình. Già nè, bệnh nè, khổ nè, tham sân si, đầy cái nó chờ mình. Và cái nhân vật mà chờ mình đi hết cuối con đường đó là cái sự chết. Nó có thể giết mình bất cứ lúc nào, cái chết. Chỉ cần nó kề dao vào cổ và nó chọt một cái là coi như mình chết. Mà mới biết có những đứa bé vừa mới tượng hình ở trong bụng, mẹ uống thuốc nó chết, người mẹ bị đánh nó chết, người mẹ té chết, rồi sanh ra nhiều khi được mấy tháng chết, hoặc là bỏ nhà ở dưới quê, nhảy xuống sông tắm đuối nước chết, đi ra đường đi học đi làm xe đụng chết, rồi đủ thứ cái hết quý vị. Và bây giờ xã hội mình còn cái gì? Đâm chém nhau, con cắt cổ mẹ, đánh nhau, hàng xóm ghét nhau, lấy đồ đâm nhau, lấy đồ đập nhau, đủ thứ cái. Có nghĩa là gì? Cái chết nó giống như là kẻ sát nhân, nó luôn rình rập mình và nó đưa dao vào cổ. Khi nào nó muốn cắt là nó cắt, khi nào nó muốn bắn là nó bắn. Đó là cái cách mà mình niệm về cái sự chết, giống như là kẻ sát nhân đang chờ đe dọa cái tính mạng của mình. Cái thứ hai là cách niệm chết, mình thấy mạng sống bị ngã đổ. Là gì? Ở trong Thanh Tịnh Đạo viết là giống như là cái người, một người mà bị phá sản vậy đó. Một người bị phá sản là sao? Phá sản có nghĩa là cái ban đầu người đó làm ăn rất là thành đạt, nhưng mà sau đó thì cái tài sản người đó bị suy sụp, và người đó mắc nợ, và người đó không có khả năng chi trả, và cuối cùng phải tuyên bố là phá sản. Thì cũng vậy, chúng ta trong cái cuộc đời này, chúng ta sanh ra, chúng ta đi học, chúng ta có công ăn sự nghiệp, chúng ta có tài sản, nhưng khi mà chết thì sao? Không đem theo được gì hết. Chúng ta sanh ra, chúng ta lớn lên, thì cái tuổi già đó nó đánh đi cái thanh xuân của mình, và cái chết đó nó đánh mất luôn đi cái sự già của mình. Mình có nhiều người là chưa từng già là đã chết rồi. Mình thấy nó là coi như là mạng sống giống như bị ngã đổ, có nghĩa là mình bị phá sản, mình không còn gì ở trong tay nữa. Mình phải quán niệm cái sự chết như vậy, quán niệm cái sự chết như vậy đưa đến mình hai bàn tay trắng. Lúc mà mình sanh ra trong cuộc đời này á, mình có đem theo cái gì không? Mình từ trong bụng mẹ mình không đem theo được gì hết từ ở bên kia. Và lúc mà mình lìa khỏi cái cuộc đời này, mình cũng không đem theo được bất cứ cái gì. Mặc dù là ở trong dân gian mình là gì, hồi xưa không biết bây giờ còn không ha, là chết á, là coi như là đút vàng vô miệng nè, rồi nhét tiền vô tay nè, rồi những cái món đồ mà người ta thích á bỏ vô trong hòm nè, đủ thứ. Hồi xưa là vua chúa là người ta còn chôn theo những vàng bạc châu báu nữa, nhưng họ không đem theo được. Có một ông vua, ông đó là ra lệnh khi mà ta chết á, trẫm mà chết á, thì phải cho những cái vị mà lương y, những cái vị ngự y tốt phải khiêng bỏ vô cái hòm, mà khiêng mà bỏ vô cái hòm á là phải đưa hai bàn tay ra bên ngoài, phải thò hai bàn tay ra bên ngoài, mà phải là do những cái vị ngự y nổi tiếng, những vị bác sĩ nổi tiếng khiêng cái quan tài đó đi vòng vòng thành phố kinh thành. Để làm gì? Để cho dân chúng thấy rằng tôi nè, tôi là ông vua nè, trên vạn người, cao cao tại thượng, nhưng mà sao cũng phải chết. Và đây nè, những người mà khiêng tôi nè là những người mà bác sĩ tài giỏi lừng danh, nhưng mà cũng phải bó tay, không thể cứu được tôi. Mình thấy cuộc sống dù là vua chúa hay gì, khi mà chết đi không đem theo được cái gì hết, thì
cái người đó giống như là phá sản. Thì cái sự chết nó giống như là cái sự sụp đổ, cái sự phá sản như vậy đó. Đó là cái cách niệm chết thứ hai. Niệm chết thứ ba là mình so sánh cái chết của mình với cái chết của người khác. Ở đây là gì? Ở đây á, mình phải so sánh là gì? Bây giờ sư nói, Đức Phật, Ngài là một vị A-la-hán, Ngài là một bậc giáo chủ, sư nói là giáo chủ của một tôn giáo đi, được biết bao nhiêu người kính trọng. Nhưng mà sao? Ngài cũng bị bệnh kiết lỵ, Ngài cũng bị bệnh đau nhức, Ngài cũng bị nhức đầu, rồi Ngài cũng bị người ta chửi, Ngài cũng bị người ta ám sát. Và cuối cùng năm 80 tuổi thì sao? Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết. Mình gọi thẳng là chết. Ở dưới gì? Hai cội Sa La ở Kusinara. Các vị đệ tử, đại đệ tử của Ngài là Ngài Xá Lợi Phất nè, Ngài Mục Kiền Liên nè, Ngài Ananda. Các vị đệ tử đó làm sao? Cũng chết. Những vị mà tỷ phú của thế gian này, họ có sống được không? Không được. Tài sản của họ có thể, thật ra nó có thể, họ có thể đốt được mình, nhưng họ không thể nào mà đem cái tài sản đó để mà mua được cái sự sống của họ. Cho nên mình thấy rằng các bậc vĩ nhân, những bậc tài giỏi, các vị Phật độc giác, các vị Phật chánh đẳng chánh giác, các bậc A-la-hán, các ngài còn phải chết, thì mình làm sao mình tránh khỏi? Mình phải thường xuyên mình suy quán như vậy đó. Thật sự trong cuộc sống của chúng ta, không phải là chúng ta ngồi đó chúng ta cứ khổ, chúng ta cứ già rồi bệnh rồi chết rồi mình khổ. Mình phải biết rằng không phải chỉ có mình già, tất cả chúng sanh đều phải già. Không phải chỉ có mình chết, tất cả chúng sanh đều phải chết. Không phải chỉ có mình bệnh không, mình cầm cái bệnh án ra mà mình nói trời ơi, đi lần nào đi khám bác sĩ cũng có bệnh, lần nào đi khám bác sĩ cũng có bệnh. Mình phải biết rằng không phải chỉ có mình bệnh, mà tất cả chúng sanh ai cũng đều có bệnh. Trên thế gian này ai dám nói mình không bệnh? Khó. Trong kinh điển chỉ có duy nhất là Ngài một vị mà không bao giờ bệnh, đó là Ngài Bắc Cú Lá. Ngài được gọi là đệ nhất về vô bệnh. Ngài có cái phước đó. Quý biết 80 tuổi Ngài mới đi tu, mà quý biết Ngài tu bao nhiêu năm mới chết không? 80 năm. Cái tuổi mà mình sống được như Ngài mà 80 tuổi thôi nó là khó rồi. Mà Ngài 80 tuổi Ngài mới đi tu, mà đến 80 hạ Ngài mới chết, là 160 tuổi. Coi như là ở trong kinh điển là cái vị mà có cái tuổi mà cao nhất mà được đề cập đó là Ngài Bắc Cú Lá. Ngài Ananda thì Ngài được bao nhiêu? 120. Có nghĩa là sau Đức Phật 40 năm, Đức Phật 80. Nhưng mà Ngài Bắc Cú Lá là 160 đó. Thì mình thấy dù sống có bao lâu đi nữa, dù bây giờ mình sống đến 100, 200, 300 tuổi, 500 tuổi, nhưng vẫn phải chết. Đó, các bậc vĩ nhân, các bậc có tiền, các bậc giàu nghèo, vua chúa gì cũng phải chết. Đó là mình so sánh cái chết của mình với người khác. Rồi thứ tư là mình niệm chết, thấy thân thể bị tổn hại là vì do cái thân thể mình là chỗ trú ngụ của nhiều ký sinh trùng. Ở trong cơ thể mình á, không phải là chỉ có máu, chỉ có nước, chỉ có những cái bộ phận trong cơ thể, mà trong cơ thể mình khi mà có biết bao nhiêu con ký sinh trùng, con lại nè, rồi con vi khuẩn nè, rồi những cái con, giống như khi mà mình chích vaccine vô, mình cũng đưa những cái con đó vô. Nhưng mà có những cái con vi khuẩn á, nó gọi là lợi khuẩn. Có những cái con vi khuẩn nó có hại, như là những cái con mà E. coli hay cái gì đó, những cái con đó là hại khuẩn. Tại vì sao? Nó gây ra cho mình cái bệnh tiêu chảy nè, rồi bệnh thương hàn, rồi mình bị sáng chó, đồ này nọ đủ thứ. Những cái con đó là nó có hại. Nhưng có những cái con vi khuẩn nó có lợi cho mình là gì? Những cái men tiêu hóa, những cái men đó nó giúp cho mình tiêu hóa. Thì những cái con đó nó sống dựa vào cái cơ thể mình. Cho nên mình
mình nói cái cơ thể của mình nó giống như là cái nghĩa địa của mấy tụi nó vậy đó, cái nghĩa trang á, nó sanh ra ở trong đó. Cái cơ thể của mình nó vừa là cái nhà bảo sanh của nó, mà vừa là cái chỗ mà nó nghỉ ngơi nghỉ dưỡng. Nó buồn thì nó nằm yên, nó vui vui mấy con sáng mấy con lải nó chui vô chỗ này chui chỗ kia, nó đi du lịch, nó làm cho mình đau đớn khó chịu, rồi nó buồn cái nó chết ở trong đó, nó cũng là cái nghĩa địa của nó luôn đó. Thành ra cái cơ thể của mình là mình chia sẻ cho những cái con ký sinh trùng như vậy. Rồi cái cách thứ năm là mình niệm chết, mình thấy mạng sống mỏng manh do bị lệ thuộc. Lệ thuộc cái gì? Mạng sống của chúng ta lệ thuộc vào cái gì? Bây giờ chúng ta muốn không, chúng ta sống mà chúng ta không có ăn, sống được không? Không được. Rồi bây giờ ngoài cái ăn ra, trong cuộc sống của chúng ta bây giờ còn gì? Thuốc nè, rồi thực phẩm chức năng nè, đủ thứ cái hết trơn á. Mình lệ thuộc đủ thứ hết trơn, mà bây giờ không có mấy cái đó. Như bây giờ thực phẩm chức năng nó chỉ là cái không có cần thiết, mình cũng có thể mình sống được. Nhưng gì? Những người nào mà ở trong cái giai đoạn chiến tranh, họ sống không được lâu. Hoặc là ở trong cái chỗ mà bất ổn, họ cũng sống không được ổn. Cái tuổi thọ của họ và cái mạng sống của họ bị đe dọa. Rồi giống như mình thấy cuộc sống mỏng manh là lệ thuộc nữa là cái gì? Nói theo Phật giáo, cái thân của chúng ta do cái gì tạo thành? Tứ đại là cái gì? Đất, nước, lửa, gió. Mình tạo thành do bởi đất, nước, lửa, gió. Thì mình hay nghe là gì? Khi mà tứ đại không đều thì mình bị gì? Bị bệnh. Đất, nước, lửa, gió. Cái lửa là cái nhiệt độ, là lúc nóng lúc lạnh. Mà bây giờ mà cơ thể mà mình nóng quá, nhiệt độ lên tới 39-40, mình cũng bị chết. Mà cơ thể mình bị lạnh quá, mình cũng dễ bị chết. Đó, cho nên đất, nước, lửa, gió, tứ đại mà nó không điều hòa, mình cũng dễ bị chết. Có nghĩa là mình bị lệ thuộc vào những cái đó. Tại vì sao? Cuộc sống này căn bản nó là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu như mà đó là cái ngã của mình á, thì mình sẽ nói à, mày á, mày là phải ổn định nha, mày đừng có mà bất thường như giá vàng giá đô nha. Không được, nó cứ vậy đó, cứ nắng không ưa, mưa không chịu, ương ương thì bị bệnh. Thì cuộc sống của chúng ta lệ thuộc đủ thứ hết trơn, vật thực, môi trường, thời tiết, thổ nhưỡng, đất đai, đủ thứ hết. Rồi cái cách thứ 6, mình niệm chết về cái gì? Mình thấy cuộc sống này nó là bất định. Bất định ở đâu? Bất định là mình không biết được là mình sẽ sống được bao nhiêu tuổi. Cái tuổi thọ của mình không biết. Mình sẽ không biết được là mình sẽ bị bệnh gì. Mình sẽ không biết được là mình sẽ chết vào lúc nào. Mình chết lúc giờ hoàng đạo hay là giờ xui hay là đồ này nọ mình không biết. Mình chết ở đâu? Mình chết ở chỗ đẹp hay là mình chết xấu? Mình chết mà nó chết sình hay là mình chết người ta chết đẹp? Chết mình chết hôi hay là chết thơm? Đủ thứ hết trơn á, mình không biết được. Và mình sẽ không biết được là mình chết mình sanh về đâu. Đó là năm cái bất định trong cái cuộc đời của chúng ta, mình không biết được. Thì mình phải quán tưởng như vậy, mình phải suy xét như vậy, thưa quý vị. Rồi cái thứ 7, cách niệm sự chết là cái sự sống có giới hạn. Có giới hạn là gì? Cái cuộc sống của chúng ta giới hạn bởi cái gì, biết không? Hơi thở. Mình cứ nói à, cuộc sống của mình 80 năm. Có người nói, ồ cuộc sống tôi 60 năm đẹp lắm, 60 năm cuộc đời, cuộc sống của tôi nó như thế này, như thế nọ. Nhưng vì biết khi mà cái hơi thở nó đi ra mà nó không vào một cái thôi là chúng ta thành một cái thây ma rồi. Vì biết cái thời gian mà sư bị Covid đợt đầu á, cái thời gian mà hậu Covid á, nó ngủ không có được ban đêm. Mà nhiều khi ngủ được chút xíu là nó hay bị khó thở, nó hay bị sổ mũi, nghẹt mũi là phải dậy. Chứ nằm không được, nó cứ nghẹt
nó cứ nghẹt, nó khó chịu, khó thở. Mà tới thời gian đó mới biết vẫn còn phải đeo khẩu trang, mà mình đã bị hậu Covid rồi, mà Phật tử vô chùa là phải tụng kinh làm lễ, là mình đã mệt rồi, tụng kinh nó hay bị hụt hơi, nó mệt rồi, mà còn phải đeo khẩu trang nữa, nó rất là khó chịu. Mà hên sư được cái phước sư bị Covid 2 lần, bị hết đó. Có nghĩa là cái cuộc sống của chúng ta nó có cái giới hạn bởi gì? Cái hơi thở. Chỉ cần một cái nó đi qua một cái thôi là mình chấm dứt liền cái chết, cái mạng sống của mình chấm dứt bởi cái chết. Và cái cách thứ 8 là cách niệm sự chết, nghĩ đến mạng sống quá ngắn ngủi. Cái này mình phải thấy rõ cuộc sống nó ngắn ngủi. Tại vì sao? Tại vì giống như hồi nãy sư nói, cái hơi thở của mình chỉ cần ra thôi, mình không hít vào được là mình đã lăn đùng ra rồi. Có nhiều người chỉ cần không ai để ý, mình chỉ đột quỵ một cái mà không ai cứu là coi như là ngày mai ỏi e liền. Nó rất là ngắn ngủi. Và mình đang đi ngoài đường, mới biết đôi khi á, đi ngoài đường tôi cũng rất là sợ. Mình thấy gì? Có những cái clip người ta quay lại đó, tự nhiên đang đi ngoài đường cái tự nhiên sấn sấn làm sao tự nhiên ngã xuống, không nói gì, ở đằng sau có chiếc xe đi ngang lên cái ẹp rồi xong. Hoặc là gì, mở cửa xe hơi thôi quý vị, mình mở cửa, mình mở ở trong, mình không mở sấn xa sấn sát, mở cửa ngoài đường, mở không chịu coi xe đằng sau. Có chưa có từng thấy ở bên Thái là mở cửa bên đường á, thì mở cửa để bước ra thì ở xe đằng sau nó đi tới. Khổ không? Có nghĩa là cái cuộc sống nó rất là mong manh. Đi ra ngoài đường mình cũng sợ. Rồi nhiều khi ở nhà cũng có chuyện này chuyện kia, cái chết có thể bất cứ lúc nào. Cuộc sống nó rất là mong manh, ngắn ngủi. Chính vì vậy á, mình phải thường xuyên mình quán tưởng về cái đó, để mình tâm niệm rằng cái chết có thể xảy ra đối với mình bất cứ lúc nào. Và thật sự thưa quý vị, cái đề mục niệm về cái sự chết này á, nó không có thể đưa mình đến cái thiền cao hơn, mà nó chỉ đưa mình đến cái sự gọi là cận định thôi. Nhưng mà gì? Do cái sự cận định này mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập tiếp. Khi mà mình niệm về cái đề mục sự chết như vậy đó, mình thấy cuộc sống này nó quá đáng sợ, cái vòng sanh tử luân hồi này nó quá đáng sợ, và mình cố gắng nỗ lực mình tu tập để mình đừng có giải đãi. Giống như hồi tuần rồi là 15 chùa thuyết pháp sám hối, quý vị đi, đến tuần này là ngày mùng 1, thay vì là quý vị đến chùa mình tụng kinh mình sám hối, nhưng mà ở nhà bữa nay có tiệc, thôi ở nhà bữa nay ăn uống vui chơi, bà con người ta bên Mỹ người ta về. Mình cứ giải đãi như vậy, mình cứ nghĩ rằng à, lần này không đi chùa, lần này không làm phước, lần này không tu được thì thôi để ngày mai, ngày mốt. Quý vị có chắc là ngày mai mình còn khỏe hay không? À, mình không biết được. Biết đâu tự nhiên tối nay nằm ngủ quạt trúng gió gì đó rồi chết làm sao? Không phải sư trù, mà cái đó là một cái điều sự thật quý vị. Mình mà cứ giải đãi trong cái việc tu thì mình không bao giờ mình tu được. Hồi xưa mà cứ nói, hồi xưa kêu sao không học bài đi, nó ngày mai học, bị la, nói việc hôm nay không có để ngày mai. Thôi ngày mai tu, cái nói thôi ngày mai tu nữa. Vì có câu chuyện không? Cái quán ăn á, người ta để cái nghiệp nói là để một cái bảng khuyến mãi, super khuyến mãi luôn, ngày mai ăn không trả tiền. Có cái ông đó sáng ông nhịn đói nguyên một buổi sáng, ông vô ông kêu ăn cho đã vô, cái ông đi ra cái ông chủ ông kêu lại trả tiền. Cái ông nói, ủa sao nói là quán ăn không trả tiền? Ông nói hồi nào? Ông dẫn ra cái bảng, ông chỉ ngay cái bảng ngoài cửa đó, ông chỉ cái ông chủ quán đó, ông kêu ông này á, ông đọc lớn cho tôi cái câu này đi. Thì cái ông khách hàng đó, ông đọc lên, ngày mai ăn không trả tiền. Thì ông chủ mới nói, thì tôi nói ngày mai chứ đâu có nói ngày hôm nay. Thì cũng vậy đó,
Nếu như mà mình cứ nói ngày mai thôi, ngày mai đi vô chùa, ngày mai đi tu, giống như mượn nợ đó, ngày mai trả, không bao giờ có ngày mai trả đâu thưa quý vị. Mình tu ngay hôm nay, giống như mình tu làm sao để mình đạt được cái sự an lạc trong hiện tại. Chứ mình nói thôi ráng tu để kiếp sau mình được hưởng, kiếp sau biết mình được sanh làm người không mà hưởng, đúng không? Cho nên mình phải cố gắng làm sao mình đem cái Phật Pháp vào trong đời sống của mình ngay trong hiện tại. Mình niệm cái sự chết không phải là để mà mình sanh được lên cõi trời, mình đạt được cận định hay cái gì, mà là gì? Mình đối diện với sự chết, mình không sợ hãi, và mình cố gắng nỗ lực, mình không giải đãi, mình tu tiến các đề mục khác để đạt đến cái sự bất tử. Cho nên một vị tỳ kheo mà niệm về cái sự chết đó, là khi mà đạt được đến một cái giai đoạn đó thì vị đó sẽ không tham luyến với thế gian. Quý vị đó thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã, và trước cái chết vị đó an nhiên, tự tại. Mặc dù là không đạt đến đạo quả bằng cái việc mà tu niệm chữ chết, nhưng cũng do đó mà vị đó có thể sanh lên cảnh giới tốt đẹp, đúng không? Khi mà mình đau đớn, mình sắp chết, mình sợ trời vợ con mình bỏ cho ai, tiền tài khoản ngân hàng ai lấy, nhà mình chưa bán, bất động sản mình một đống đó làm gì, mình cứ nghĩ cái đó thì mình không bao giờ có cảnh giới tốt đẹp. Đó là cái sự niệm về cái sự chết thưa quý vị. Tiếp theo là cái phần của tùy niệm này á, là nói về thân hành niệm ca giá gá ta xá tí. Thì niệm về thân hành niệm này có hai loại. Một á, là niệm về thân thể trượt, và một á, là niệm hơi thở. Thì niệm hơi thở là có một cái phần riêng rồi. Cho nên ở trong cái phần mà thân hành niệm này á, Ngài Bồ Tát Khô Xá Ngài chỉ giảng về niệm về thân thể trượt. Thì cái thân thể trượt này suy nghĩ là không cần phải giảng nhiều, quý vị sẽ tự xem sách để vị sư chỉ nói sơ thôi. Thì trong cái con người của mình á, quý vị biết là lục phủ ngũ tạng gì đúng không? Nhưng mà ở trong cơ thể mình á, có 32 thành phần, nguyên một cái body của mình từ ở trên mà cho tới gót chân á, gồm có 32 thứ. Thì 32 thứ này á, gọi là thân thể trượt. Có nghĩa là những cái thứ xấu xa, những cái thứ hôi thối. Có một cái câu pháp cú mà Đức Phật Ngài dạy mà ở trong một câu 150. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Có nghĩa là gì? Một cái cô hoa hậu, một cái anh nam vương tiêu chuẩn đẹp, cao ráo, trắng trẻo, và một người bình thường, hay là nói là ông sư Định Phúc đi. Thì bây giờ thưa quý vị, cái chiếc xe container nó cán qua một cái bẹp, giống nhau hay khác nhau? Y chang, cũng một đống đổ quét, không có còn cái gì hết trơn. Có nghĩa là chúng ta ai cũng như ai. Giống như bây giờ chúng ta có người á, thì xài Chanel, có người thì xài LV, có người thì xài đồ 15.000, có người thì xài hàng chợ lớn, hàng chợ Kim Biên, đồ này nọ. Nhưng mà bây giờ quý vị chỉ cần đi qua cái máy scan của Tân Sơn Nhất của ở trong máy bay á, chúng ta giống như những cái bộ xương mà di động vậy đó, nó chiếu rọi ra hết trơn à. Không ai cũng như ai thưa quý vị. Nhưng mà gì? Mình bị do cái mạng, mà do cái ái, do cái ưa thích, do cái chấp thủ, do cái vô minh và tham ái. Mình thấy người này đẹp, cái người này là cái gu của tôi đó. Cái người này là, ôi vợ tôi xúc cái mùi gì nó thơm quá, tôi thích quá. Vợ tôi nấu đồ ăn trò nó nêm nếm, nó ngon gì đâu á. Mình thích, mình chấp vô đó. Nhưng mà thật sự, thưa quý vị, cái cô đó, cổ mà nhà nước mà người ta cúp nước 7 ngày đi, không tắm đi,
tối ngủ mà hửi cái tóc đi chắc ly dị. Hoặc là cái người đó mà quần áo không giặt, áo thâm kim, rồi nó hôi thối, cứ bận đi bận lại rồi nhồi nhét chứ không dám ở. Giống như mình nghe những nhà thơ á, người ta mô tả đó, trời, cô gái có mái tóc đen huyền, mượt mà, ống ả do nhờ xanh xiêu rồi nọ. Nhưng khi mà đưa qua kính hiển vi, cái sợi tóc mà đưa lên 500 lần, 1000 lần á, nó dơ lắm luôn. Nó toàn là vẫy không mà, nó gầu nè, đủ thứ nấm tóc đồ này nọ nó đầy ở trên đó. Thành ra nếu mà yêu ai đừng bao giờ đưa vô kính hiển vi. Đưa vô kính hiển vi không yêu nổi. Không yêu nổi luôn. Đó, cho nên cái thân thể của chúng ta nó gồm 32 thành phần, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, đó là 10 cái. Giờ đưa qua cái hình không biết, sợ không, không biết. Nhưng mà mình thấy nó rất là ớn. Mình thấy rất là ớn. Bình thường á, một người thanh niên, hai người thanh niên yêu nhau, người ta vuốt tóc người này, vuốt tóc người kia, trời ơi thơm quá, cái mùi dầu thơm này thích quá. Nhưng mà sao? Chỉ cần một cái tô cơm bới ra mà có một cái sợi tóc ở trong đó thôi là mình đã gớm rồi. Có nhiều người nói, trời ơi tôi á, không phải là cái gì hết trơn á, tôi không phải là hạt cát, tôi giống như là hạt cát giữa sa mạc vậy đó. Tôi không là cái gì trong cuộc đời này hết trơn á. Không dám đâu. Cái hạt cát đó mà nó nằm ở trong mắt thôi là cũng xốn, không chịu không nổi rồi. Tôi đôi khi mình bị người, những cái mà ái, những cái vô minh nó che mắt mình. Vì biết mình nhìn cuộc đời á bằng cái ánh cái mắt kính, mà mắt kính màu á. Quý vị có biết cái kính vạn hoa không? Nó mình cứ quay quay là mỗi lần là nó thay đổi ở trong có những cái bông hoa đó. Mình nhìn cuộc đời này nó đẹp lắm. Người nào cũng cao 1m8, người nào cũng thơm tho, người nào cũng đẹp. Nhưng bây giờ kể ra, trời ơi, cũng là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, mồ hôi, nước miếng, nước dãi, đủ thứ hết trên đó. Giống như hồi xưa mà Đức Bồ Tát á, năm 16 tuổi đó, ra năm 29 tuổi khi mà nghe tin là vợ mình là công chúa Gia Du Đà La đó, có con, sanh con ra rồi nguyên một cái hoàng cung người ta ăn mừng. Rồi đêm đó, Ngài thức dậy, Ngài thấy người thì nằm gác chân lên người kia, người thì ngủ nước miếng nó chảy, người thì ngái khò khò khò, người thì hôi thối, người mùi rượu nè, mùi son phấn nè, đủ thứ, nhàm chán. Ngài giá xá này cũng vậy, Ngài cảm thấy thế gian thật là bẩn thỉu, nên Ngài bỏ nhà Ngài đi. Đó, có nghĩa là khi mà nhìn thấy cuộc đời bằng cái ánh kính, mắt kính màu á, mình thấy cuộc đời này rất là đẹp. Nhưng khi mà qua cái máy X quang, mình thấy cái gì? Người nó có như cái xương sườn vậy đó, ngang ngang dọc dọc, rồi thận, rồi đủ thứ ở trong đó, chứ đâu có cái gì đẹp. Đó, thì ở trong cơ thể mình có 32 cái thể trược, rồi tim, gan, lá lách, rồi phổi, rồi ruột già, dạ dày, ruột non, phân, óc, mật, mũ, đàm, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu. 32 cái thể này nè, ghép thành một cơ thể con người, ghép thành ông sư Định Phúc, ghép thành bà Hoa Hậu, ghép thành Nam Dương, ghép thành đủ thứ người hết trơn, cũng 32 cái thể này nè. Thì khi mà mình thấy 32 thể này, mình còn yêu nổi không? Mình gặp cái cô người đẹp đó, mình ôm ấp, tại vì mình thấy cũng đẹp. Nhưng mà bây giờ tự mình đưa cái mặt mình vô, mình nói ôi, một cái đống thịt, một cái đống mỡ, một cái đống mồ hôi, một cái đống nước miếng, một cái đống tim gan phèo phổi, giống như một cái nồi phá lấu vậy đó. Dám ôm nổi không? Không ôm nổi. Đó, có nghĩa là cuộc đời chúng ta mình phải thấy được những cái đó. Thì ở đây á, khi mà mình tu tập về quán về 32 thể trược á quý vị, là mình phải quán, mình phải theo 7 cách. Thứ nhất á,
là mình phải thuộc lòng tên của 32 cái thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy rồi này nọ, mình phải thuộc lòng. Thuộc lòng là mình đọc ra thành lời được, và thứ hai nữa là mình đọc trong tâm được. Chứ bây giờ mà kêu đọc mà không được là không được, là mình không nhớ, làm sao mình quán? Cái đó có quán gà chứ quán gì được quán. Mình phải học thuộc, mình phải nhớ nó, mình mới quán được. Tại vì sao? Khi mà mình quán, không phải là mình mở cái tivi ra mình coi, không phải là mình cầm cuốn sách mình coi, mà là quán là do nhờ mình suy nghĩ, mình suy xét. Rồi mình phải biết rõ cái màu sắc. Bây giờ mình ngồi mình nhắm mắt lại, mình nghĩ đến tóc, nó là gì? Màu gì? Tóc. Bây giờ mình không nghĩ đến, mình đừng có nghĩ đến, bây giờ mình nghĩ đến cái tóc nhuộm nha. Mình nghĩ cái tóc tự nhiên của mình đi. Tóc nó màu gì? Tóc nó màu đen. Rồi thứ tư nữa gì? Cái hình dáng của sợi tóc. Sợi tóc có hình dáng gì? Dài. Dài đúng không? Nó giống như cọng bún, cọng mì vậy đó. Nó có cái dài tròn. Rồi phương hướng. Phương hướng của tóc. Tóc là ở đâu? Tóc nằm ở trên đầu, chứ không có tóc nằm ở dưới chân. Tóc nằm ở hướng trên. Hướng trên. Rồi cái vị trí của tóc. Vị trí của tóc là ở đâu? Tóc nằm ở trên đầu. Cái vị trí của nó và cái giới hạn của nó là gì? Quý vị biết lông á và tóc á, nó cũng cùng là cái chất sừng. Mình đốt lên nó có mùi khác đúng không? Nhưng mà mình phân biệt ra là tóc á, nằm trên đầu là từ nó có một cái giới hạn. Giống như mình thấy ngay chỗ này nó đen đen, chỗ này nó da không nè, thì nó giới hạn từ cái chỗ trán, nó đi xuống cái vành tai, nó ra đằng sau. Đây gọi là cái gì ta? Ót hả? Ót gáy gì đó. Mò ác là ở đâu? Mò ác là ở giữa hả? Không, cái này không tính. Có nghĩa là mình đang tính cái giới hạn, nó ra đằng sau gáy, đằng sau ót, rồi nó qua bên đây, nó qua bên đây. Đó, nó giới hạn cái bàn tay và nó đi lên. Có nghĩa là cái phần này ở trên đây gọi là tóc. Còn những cái sợi mà nó nằm ở ngoài cái phạm vi này mình gọi là lông. Đó, có nghĩa là khi mà mình quán tưởng về những cái thể trược này, mình phải biết tên, học thuộc lòng, biết rõ màu sắc của nó, biết rõ hình dáng của nó, phương hướng, vị trí và giới hạn của cái đó. Thì ở đây á, suy nghĩ là mình phải xem ở trong sách để mình biết được, hoặc là ở trong cái file mà ban tổ chức gửi cho quý vị á, thì để mình biết được. Chứ ở đây mà nói ra 32 cái, sư không phải là y khoa, sư nói không được. Dạ, giống như nè, bây giờ mình nói qua cái phần tóc. Tóc là màu vàng, màu nâu, màu xám, màu đỏ, màu đen. Ở đây sư không nói màu nhuộm nha, nói là màu theo cái vùng miền địa phương. Đó, rồi một người có trung bình là 100.000 sợi tóc. Rồi cái tiếp theo là hình dáng tròn và dài. Rồi quan sát phương hướng là mọc ở hướng trên. Vị trí là da đầu phủ, hai mang tai, trước và sau ót. Rồi mình thấy nè, chân tóc cắm vào da đầu khoảng bằng một hộp lúa. Có nghĩa là cái sợi tóc của mình cắm vào trong cái da của cái đầu á, nó khoảng là mấy milimét bằng một hộp lúa. Rồi tiếp giáp với không khí, có nghĩa là cái sợi tóc, cái đầu sợi tóc á, cái chân tóc là cắm vô da đầu mình, cái sợi tóc là nó đưa ra thì nó tiếp giáp với không khí hư không. Rồi dài hay ngắn. Rồi chân tóc là chỉ mọc ở thân thể chứ không ở mọc ở chỗ khác. Giống như không thể nào mà có cái sợi tóc mà nó mọc ở trong tim được. Chỉ có dầm trong tim chứ không có móc tóc trong tim, đúng không? Rồi lông thì cũng vậy. Giống như bây giờ sư nói về móng đi. Móng chúng ta đừng có tính là sơn màu đỏ màu xanh nha. Móng là màu gì? Màu trắng. Màu trắng đục, màu trắng sừng á. Rồi móng là hình vảy cá cứng như sừng động vật. Thật ra là sừng con tê giác, sừng này sừng nọ thì nó cũng đều là chất sừng. Rồi móng tay ở hướng trên, ở móng chân ở hướng dưới, đúng không? Con người mình cái chân là nằm ở dưới, cái tay nằm ở trên. Rồi mọc ở đâu? Móng mọc ở đâu? Mọc ở ngón tay, ngón chân. Chứ móng không thể nhầm mọc ở con mắt được. Giới hạn cái móng là của mình là gì? Cái phần chân á, nó nằm
ở trong cái phần ngón tay rồi nó đưa ra ngoài đó. Thì quý vị về mình xem về cái 32 thể trược để mình gì, mình thấy cái con người của mình đó, nó cũng là cấu tạo bởi những cái thành phần như vậy. Giống như nước, mình nói nước trời, nước này nước nọ, nước uống đó nha. Nhưng mà khi mà các nhà khoa học, các nhà hóa học người ta phân tích ra H2O, hydro và oxy, chứ đâu có cái gì. Thì con người mình khi mà mình ngồi mình quan sát 32 thể trược như vậy để làm gì? Để mà mình bớt tham đắm vào trong cái cuộc đời này. Bây giờ quý vị học được 32 thể trược, mình học xong mình quán tưởng, mình suy xét, mình gặp ai, người đó cũng giống như bộ xương đi đó. Mình coi trên tivi, người đó cũng như bộ xương vậy đó. Không có cái gì để mình mê đắm ở trong đó hết trơn. Cái tâm mình nhàm chán. Thật sự ra những cái thiền này á, những cái đề mục này á, không đưa mình đến đạo quả giải thoát, nhưng để cái tâm mình không có dính mắc tham đắm và mình nỗ lực tu tập, mình nhận thức được cái cuộc đời này, cái bản chất của cuộc đời này nó là như vậy. Thưa quý vị, cuộc đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Cuộc đời là vô hộ vô chủ. Mình nói mình sanh ra, tôi đẹp lắm, tôi có gia tài đồ này nọ, nhưng mà tôi có cái gì? Tôi có 32 thể trược thứ quắc, không có cái gì hết trơn á. Mỗi một ngày chúng ta tô son trét phấn, chúng ta tắm bằng những cái nước hoa mắc tiền mấy chục triệu một chai, nhưng mà làm sao? Quý vị nằm xuống một chút xíu đi, hơi thở quý vị nó đi ra một tiếng hai tiếng thôi, có ai dám lại ôm hung nữa không? Có ai dám lại ôm đem về nuôi không? Không có đâu. Nói thiệt, bây giờ quý vị còn thở sao còn dám đứng gần chứ. Quý vị mà nằm một cái sao không dám đụng. Nói thiệt, mình phải suy xét như vậy đó. Cái hơi thở của mình nó ra nó vào, mà nó ra luôn một cái là bye bye, tạm biệt búp bê xinh xinh luôn, đi. Mình không còn cái gì là của mình hết trơn cái cuộc đời này. Và cái tấm thân này, 32 thể này, mình phân tích ra ông sư Định Phúc nằm ở đâu. Ông sư Định Phúc nằm trong tim ai? Ông sư Định Phúc nằm trong cái móng chân ai? Ông sư Định Phúc nằm ở trong cái lá lách của ai? Không có cái gì của mình hết trơn. Mình phải thấy được cái đó. Những cái đề mục này không phải để cho mình tiêu cực, không phải để cho mình sợ hãi, mà để cho mình cố gắng nỗ lực tu tập. Và một lần nữa sư nói, cái này là đề mục về thiền định, nhưng mà cái này chỉ đưa đến cái giai đoạn đầu tiên thôi. Mình phải nỗ lực mình đi tiếp, chứ không phải là ô mình nhàm chán quá, sợ quá, vô chùa nghe nó sợ quá, không dám tu nữa. Tự nhiên mình nói ráng tu để nhàm chán, ráng tu để buông bỏ, con về con cũng buông, mà con buông hàng thì không được, đúng không? Có nghĩa là mình cố gắng làm sao mình tu tập, mình thấy được cái sự chết, mình thấy cuộc sống nó là cái sự mong manh, cái chết nó là một cái điều hiển nhiên mà bất chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Cuộc sống này của chúng ta, cái thân thể này của chúng ta, nó là 32 thể trược, nó không có gì là của ta, nó là một cái đống hôi thối bất tịnh đổ vỡ. Cái thân thể này, cái da người của quý vị, cái da người này nó giống như là một cái túi ni lông mà đựng lòng heo, lòng bò vậy đó. Chỉ cần mình lấy dao mình rọc ra một cái, nó đổ xề ra một cái. Ớn không? Ớn. Nhưng mình vô minh, mình không thấy được. Mình chỉ thấy được đây là cái người cao 1m8 đẹp, đây là cái người mà đẹp trai, đẹp gái, đây là cái người này nọ, người kia. Mình không thấy được. Nhưng khi mà nhìn thấy qua cái con mắt của X-quang, qua cái con mắt mà cái máy hải quan Tân Sơn Nhất, mình thấy ai cũng như ai. Thì cái đó là cái mục đích của cái bài giảng ngày hôm nay, là cái phần mà niệm về sự chết và niệm về thân thể trược, để mình thấy được cái sự thật của cuộc sống này, nó là chết và nó là những cái thứ bất tịnh trong cái cơ thể mình. Thì suy nghĩ rằng là 32 thể trược này quý vị có thể về quý vị xem bài mà ban tổ chức gửi cho quý vị. Thì sư kết thúc cái bài giảng này ở đây. Thì quý vị có gì hỏi thắc mắc thì hỏi ha. Ngày hôm qua đó,
Sư có giảng là các chư thiên ở cõi trời vô sắc, thành ra là không có sắc pháp, chỉ có thanh pháp, thành ra là không có cái thứ căn, thành ra không thể nghe pháp thì rất khó để tu tập. Nhưng mà theo có thể biết của con nghĩ là cái bốn cái cõi tứ không định đó còn cao hơn cả tứ thiền nữa, mà trước khi có tứ thiền rồi á thì người ta có tính ra, nếu mà những người nào đạt tứ thiền họ điện thông thì họ sẽ được cái tha tâm thông. Thì con nghĩ là các chư thiên ở cõi trời vô thấp có cái tha tâm thông thì vẫn có thể tu tập bằng tha tâm thông, chứ đâu cần gì cái thức căn cái này. Thật ra xin thầy tự đi giảng giải thêm cho con là không ổn. Cái tha tâm thông nó là gì? Là mình biết được tâm của người khác, đúng không? Biết được tâm của người khác thì đâu có tu tập được gì đâu. Khi Thế Tôn giảng thì các chư thiên này cũng có thể hiểu được cái tâm của Thế Tôn, của Thế Tôn, nhưng mà tôi chỉ là có cần cái thính căn à. Sư nói nha, có nghĩa là cái vị mà muốn đắc tu đầu quần á, chứ không phải là sư nói là mấy vị cao, mấy vị thánh cao nha. Mấy vị tu đầu hoàng á, muốn bắt tu đầu hoàng là phải nghe pháp từ một vị Phật, một vị A-la-hán, đúng không? Gọi là thinh văn. Thì phải nghe pháp. Nhưng mà bây giờ ở trên đó mấy vị không nghe được. Giống như mình, tôi nói xin lỗi, mình bị điếc mà mình không chịu gắn cái máy vô, bây giờ nói không chịu nghe thì làm sao mà tu tập được? Có nghĩa là bắt buộc phải nghe pháp. Có nghĩa là hôm qua sư nói với vị hãy hiểu là đang nói về cái pháp mà để mà đắc được tu đầu hoàng. Dạ, chứ không phải là có thần thông rồi mình tu, không phải là không tu được. Có nghĩa là có thể mấy vị tiến lên cái bậc cao được, nhưng mà cái sư đang nói là tu đầu hoàng. Để mà đắc được tu đầu hoàng là mình phải nghe pháp. Mà bây giờ mình không có cái thần kinh nhĩ, mình không nghe pháp từ Đức Phật được. Cho nên á, có những cái nguyên nhân mà nói là cản trở cái việc mà phát triển đạo quả, là sanh lên cái cõi trời mà vô tượng, cõi trời mà cao quá, tuổi thọ cao quá cũng không thể nào đắc được đạo quả. Tại vì sao? Ở trên đó lâu quá không có lỗ tai, không nghe pháp được, mà khi mà hiện xuống cái Đức Phật, ngài không có hiện ở hiện, ngài đã viên tịch niết bàn rồi thì cũng khó. Dạ, đó là như vậy, chứ không phải là lên trên đó rồi không tu được. Có nghĩa là đang nói là cái giai đoạn mà tu đạo hoàng, từ phàm chuyển sang tu đạo hoàng. Dạ. Dạ, nếu như quý vị không có gì thì mình hồi hướng nghỉ ha. Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa bình, sanh hảo đoàn trai, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, sao đạo quả sớm viên thành, y đăng mê buồn nhằn niếp bà na sa ba cha vô hồ tu, y mang nô buồn nha pha gan sa ba sa ta năng đề ma, phước lành tôi đã tạo hãy là duyên đến niếp bàn, phước lành của chúng tôi đây xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Sa tu sa. Dạ, xin kết thúc thời gian đây, chúc quý vị an vui.